Chào các bác quay trở lại với cả mình anh Channel. Ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng điều hòa inverter của Panasonic. Đấy thì để sử dụng được đúng cách cũng như là các tính năng ở trên điều khiển thì các bác sẽ cần làm theo những cái hướng dẫn ở trong cái clip này. Rất mong nhận ủng hộ của mọi người bằng cách nhấn đăng ký để theo dõi các clip em hướng dẫn cũng như giới thiệu các dòng điều hòa đang bán trên thị trường. Cảm ơn mọi người. Chúc mừng các bác là dòng điều hòa inverter của Panasonic. Hôm nay thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng cái dòng điều hòa này. Trên tay em là cái điều khiển của dòng điều hòa inverter của Bala này. Đây các bác nhìn này, nó đang để ở chế độ 25,5. Màn hình hiển thị sẽ bao gồm có đây là biểu thị nhiệt độ, đây là biểu thị chế độ cool là làm lạnh, biểu tượng của cánh gió sang trái phải lên xuống, thời gian và biểu thị của cái tốc độ của cái quạt gió. Đấy thì để hiểu hết được những cái tính năng của từng cái phím ở trên này thì các bác nhìn từ trên xuống dưới nó sẽ có E-Auto-X này, có Off, On, có Ecolabi, Mode Sleep, Lalogy, Tem, S-Win, Quiet và Fan Speed. Đấy thì đầu tiên nút đỏ Off, On là nút khởi động máy rồi. Còn đối với cái phím Ecolabi thì về cơ bản đây là cái phím tiết kiệm năng lượng một cách tối ưu nhất. Đấy, tức là khi mà các bác sử dụng cái điều hòa sau khi nó đã làm lạnh rồi thì các bác có thể bấm cái phím Ecolabi này để cho nó điều chỉnh nhiệt độ theo thân nhiệt cơ thể nhằm tiết kiệm năng lượng mà vẫn duy trì sự thoải mái. Nó sẽ dò tìm cái khu vực hoạt động. Đối với ở trong phòng có người ấy, khi các bác bấm cái phím Ecolabi này thì cái tính năng của nó là dò tìm khu vực hoạt động, giảm làm lạnh những khu vực không có người trong phòng, dò mức hoạt động, giảm công suất làm lạnh khi hoạt động trong phòng nó giảm. Tức là tùy vào cái số lượng người ở trong phòng thì nó sẽ điều chỉnh cái nhiệt độ lạnh hay là không qua cái tính năng này. Còn đối với cái phím E-Auto-X này thì về cơ bản thì đây là cái công nghệ giúp máy làm lạnh nhanh ngay sau khi khởi động. Điều hòa Bala thì dùng nó rất là thích ở cái tính năng này. Khi mà phòng của các bác nóng và các bác về các bác khởi động phòng lên, nếu mà các bác muốn khởi động nhanh thì các bác có thể ấn ngay cái chế độ E-Auto-X này thì máy nó sẽ ngay lập tức là giúp cái điều hòa của các bác làm lạnh nhanh ngay sau khi các bác khởi động lên. Còn đối với các phím mode là gì? Mode đó là chọn chế độ. Các bác có thể là điều chỉnh cái mode này, nhìn ở phía trên chữ mode có chữ bên dưới có chữ cool này thì các bác điều chỉnh. Đấy. Máy này nó sẽ tự động là có các cái mục như là có dry là làm ấm này, e autoic làm lạnh nhanh này, cool làm lạnh này. Đấy. Có chủ yếu là 3 chế độ. Chế độ làm lạnh cool là gì? Là ở chế độ này thì máy sẽ mang đến cho các bác bầu không khí mát mẻ, không lạnh quá hoặc không nóng quá. Các bác có thể tùy chỉnh tốc độ quạt cũng như nhiệt độ tùy ý. Lưu ý là nếu mà nhiệt độ bên ngoài quá cao so với cả trong phòng thì sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả làm mát. Các bác nên điều chỉnh cái nhiệt độ. Cái nhiệt độ này so với cả nhiệt độ bên ngoài chỉ chênh nhau tầm 5 đến 6 độ thôi. Không nên chênh quá nhiều. Đối với chế độ dry này là chế độ khử ẩm. Cái điều hòa của các bác sẽ hút hết hơi ẩm trong phòng, mang đến cho các bác không khí trong lành. Tốc độ quạt ở chế độ này được cài đặt tự động và không thể điều chỉnh. Tức là khi mà các bác ấn dry thì cái tốc độ fan này nó sẽ tự động điều chỉnh ở bên dưới. Đấy. Còn đối với các bác để chế độ cool thì các bác có thể tăng, các bác đẩy cái phím fan này, fan ở mức 1 này, mức 2, mức 3, mức 4, mức 5 là mức cực đại. Tức là cái cánh gió nó sẽ thổi cực mạnh để có thể thổi không khí mát khắp phòng. Khi mà đã đủ mát rồi thì các bác giảm nó về chế độ số 1 là chế độ nhỏ. Hoặc các bác không thích thì các bác để chế độ auto fan, quạt nó sẽ tự động điều chỉnh. Đấy, chỉ có cơ bản là như vậy. Còn đối với S-Wing này là cái điều chỉnh cánh gió. Nó sẽ có hai mục cánh gió sang trái, sang phải và lên xuống. Các bác nhìn này, các bác nhìn nhé, em sẽ zoom này, các bác cùng nhìn cái cánh gió của nó. Khi mà em ấn chế độ S-Wing này, em điều chỉnh lên xuống, các bác nhìn nhé. Đấy, các bác thấy không ạ? Điều chỉnh lên xuống. Đấy, điều chỉnh lên xuống. Còn ở bên trong nó sẽ có cánh nó đang chỉ sang bên phải. Các bác ấn vào cái phím sang trái phải, mũi tên đen trái phải. Đấy, các bác thấy không ạ? Đấy, nó sẽ tự động điều chỉnh cánh ở bên trong. Cái bên trong chỉ sang trái sang phải, nó thổi hơi lạnh sang trái hoặc sang phải.
còn ở bên trên là các bác để chế độ đấy, tùy ý. Đấy, tùy ý. Các bác sẽ chỉnh tùy ý theo ý của mình đấy. Rất là dễ dàng. Đối với cái dòng điều hòa inverter này thì chủ yếu là khi mà các bác dùng thì các bác để ý cái phím eAutoX và Ecolavi. Khi mà phòng đã hoạt động đủ lạnh rồi thì mình chọn Ecolavi để cho nó điều chỉnh. Còn tăng giảm nhiệt độ thì các bác sử dụng phím tem này. Đấy, tăng lên giảm xuôi là ở đây. Thông thường các bác để từ 23 đến 25 độ C. Nếu trời quá nóng, trời mát mẻ thì các bác để tầm 25 đến 27 độ C thôi. Các tính năng như quay off hoặc time on này là hẹn giờ. Đấy, thì dùng cũng khá là đơn giản. Cái tính năng quay off này là tính năng điều hòa nó sẽ chạy trong cái mức nó khử tiếng ồn, tức là không có tiếng ồn. Còn cuối cùng là phím Nanogy. Nanogy này là tính năng lọc sạch không khí, loại bỏ hơi ẩm, lấm mốc và vi khuẩn trong không khí. Có khả năng vô hiệu hóa 99% vi khuẩn khi mà Bala họ quảng cáo như vậy. Khi mà các bác dùng thì các bác có thể ấn phím Nanogy và ở trên cái điều hòa nó sẽ nhấp nháy cái đèn, cái chữ Nanogy như em đang quay đây. Các bác nhìn thấy không ạ? Nanogy đấy, nó đang nhấp nháy. Đó là cái phím để có thể lọc không khí, lọc mùi. Các bác mở chế độ bấm phím Nanogy cho tới khi nghe thấy tiếng bíp cái là được. Còn đối với mà điều chỉnh cái nhiệt độ này hoặc các bác cài đặt thời gian thì các bác có thể chọn timer. Sau đó thì các bác điều chỉnh. Đấy, các bác điều chỉnh timer on. Đấy, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Một clip em hướng dẫn các bác rất là dễ để có thể sử dụng được cái điều khiển này. Cảm ơn các bác.